1, 2, 3. Ai ạ? Chị ai ạ? Em thấy ai cũng chỉ em nên muốn hỏi Pháo chỉ ai. Em là chị ai hả Pháo? Vừa nãy chỉ ai? Rất tầm dữ. Là bộ Phương Anh à? Cũng nhận là em tắm lâu ạ. À tắm lâu à? À. Rồi, thôi nói chung là biết được rồi. Đó, tắm lâu nhất, còn những cái khác gì nữa thì chúng ta sẽ cùng xem. Rồi, cái thứ hai. Người cẩn thận nhất đội. 1, 2, 3. Ủa sao cái phần này mọi người có vẻ là không có thống nhất với nhau được vậy? Đây bây giờ là có. Ủa Tiên sao em chia hai luôn vậy? Em chia sẻ được em cho Tiên cái biết tại sao Tiên chọn luôn cả hai người vậy? Nhưng mà tại sao mình phải chọn một người vậy? Nhưng mà em đang chọn ai này, Phương Anh Đào với ai nữa bên này? Thật ra thì tại vì em thấy là Phương Anh Đào thì cũng khá là kỹ tính, giống như là những cái lúc mà bọn em mà có đùa giỡn gì với nhau thì chị Phương Anh Đào đều rất là đấy là thế là lúc nào chị Vân Đào cũng rất là chỉnh chu trong những cái ba lô giường phản này kia của chị. Còn chị Kim Cương thì gấp chăn rất đẹp và rất là kỹ. Bọn em có thể là đôi khi là qua loa tại quá mệt, nhưng mà Cương trong kỹ Cương anh. Ra là như vậy. Nhờ sao giấc ngủ mà Cương đã hiểu hơn về chính mình và tên của mình. Người gan dạ nhất đội. Ồ, nhanh như vậy đó hả? Anh ơi, nhìn cái đầu này thì nói gì nữa? Ngoài mái tóc ra thì còn có một cái gì khác không? Cái gì cũng vậy ạ. Cái gì mà cũng xung phong làm đầu tiên. Bây giờ anh thử các bạn hip hop ở đây. Cái đầu. Dân thần, dân thần. Tuổi trẻ. Rồi. Thôi mình biết vậy thôi, tại vì thống nhất quá, độc nhất quá thì mình cũng phải đợi coi là đã làm được những gì khi mà chúng ta xem chương trình. Rồi tiếp tục, à cái này, à cái người mà đạt được cái vị trí này là kiểu gì cũng sẽ được quan tâm nhất. Đó, người lười nhất đội. 1, 2, cái này sức mẹ lắm nha, suy nghĩ kỹ nha, nhưng mà phải chọn nha. 1, 2, 3. Chọn ai? Rất nhiều những người chọn Miss T. Phương Anh Đào, chọn ai? Em hiểu sao em chọn vậy, mình đừng có phức tạp vấn đề nữa. Em tham gia cũng như phức tạp rồi, mình muốn phức tạp nữa. Rồi bây giờ thôi, bây giờ muốn phân tách đúng không? Bây giờ ai lười sinh hoạt cá nhân nhất đội? Mọi người muốn tách ra mà ai chỉ ai? Thi hay là Tiên? Bây giờ ai chọn Thi giơ tay? Đâu bây giờ em đó em phải quyền đi. Cho mọi người sinh hoạt và lưỡi gì vậy? Thì đó, à, sinh hoạt cá nhân đó. Dạ vậy thì ra là ngày đầu tiên á là em và đồng chí Thùy Tiên ở đây là có đi gội đầu massage rồi. Ý là trước khi nhập ngũ thì hai chị em cũng quyết tâm là đi gội đầu massage để chuẩn bị cẩn thận cho một tuần không gội đầu luôn. Tại vì tụi em tính gì luôn à? Tại vì tụi em sợ là tụi em gội lần đó là 5 nước lần mà anh. Người ta gội có 1-2 nước thôi. Nhưng mà lúc đó là tới ngày đầu tiên tới thì trời cũng có hơi mưa và ẩm ướt tí. Nhưng mà không sao, bởi vì có nóng cối với thì chóng là hết tất cả mọi thứ. Nên ngày đầu tiên em không gội đầu thì em thú nhận luôn nếu mà lười sinh hoạt. Tại ngày đầu tiên đồng chí nào cũng gội đầu hết. Nhưng mà em thì... em chịu nổi tới nỗi nào. Là đúng rồi, tại ngày đầu tiên thì tụi em chắc là cái gội đầu nó 5 nước nó cũng khá là ổn coi. Nên là mình cũng không có là phung phí á. Mình đã cố gắng mình đi gội đầu massage mà. Dạ đúng rồi. Để nó sạch hết nhất có thể mà. Nên là ngày đầu tiên em cũng không có gội đầu ạ. Dạ. Thì nếu như mình lười sinh hoạt, tại mấy chị em ở đây là ai ngày nào cũng gội đầu hết. Dù có mệt mỏi người miếng cỡ nào thì em... Và... Vâng ạ. Và đến ngày hôm sau của ngày không gội đầu thì em mới gội đầu. Và ngày hôm nay vừa mới gội đầu xong thì bị dính nước, tại vì bị sưng, bị rơi nước á. Nên là
em cảm thấy mình phí nữa rồi đó. Thì nếu mà đã dính nước rồi mà không gọi đầu nữa thì chắc là mấy em ở đây cũng hơi sai lắm. Cái này thật ra em cũng nói đỡ cho bọn em, cũng không có nói đỡ, là sự thật ra mình ở trong phòng ngủ mà, thì mình phải gọi là dành thời gian cho nhiệm vụ này kia nhiều hơn thôi anh. Đấy là khi mà em hoàn thành nhiệm vụ xong thì em về, em dành thời gian em suy nghĩ lại cho bản thân á, ý là đau đáu suy nghĩ á, đó, rồi mà mình sẽ suy nghĩ học tập và kiểu phát triển cho mình và những cái ngày sau đó. Cho nên là cái thời gian đó thì em nghĩ là mình bỏ qua cái việc gội đầu cũng không sao hết. Lúc mỗi ngày mình phải dành thời gian tập trung cho nhiệm vụ này kia nhiều hơn, là ngay cả cái lúc mà mình được tự do thoải mái rồi mình cũng tập trung suy nghĩ cho cái nhiệm vụ, giống như là một cái người hướng nội tích cực như là Mie vậy đó. Bọn em cùng nhau nói chuyện, cùng nhau nói chuyện hả, mọi người kiểu bấm bluetooth hả, là chỉ thấy hai người là ngủ á. Không mà thực ra tụi em cũng có chia sẻ là hôm đó là hôm nay nhiệm vụ thì tụi mình làm như vậy lắm rồi, họ cũng phải quyết tâm hơn, quyết tâm hơn. Tại vì lúc đó mọi người đi tắm rồi, mọi người đâu có biết đâu, mọi người không thấy được, mọi người làm sao thấy được những khoảnh khắc đó. Bọn em đau đáu suy nghĩ dữ lắm hả, nhiệm vụ cái đoạn đau đáu. Các anh chị báo chí nhớ ghi đúng từ giùm em nha. Đau đớn suy nghĩ gì nhiệm vụ nha, mà đến mức mà không gọi đầu luôn nha. Rồi nhưng mà hỏi thêm là chỉ có một ngày đó thôi đúng không, hay là dạ thôi thì em để em nhận đi. Tại vì em nói thật là cũng có một khoảnh khắc đó là em cũng hơi bị mùi cơ thể, đó là bị gấp quá, không ý là em sợ đằng nào mọi người coi mọi người cũng phát hiện á. Em khai trước chứ không, về trên mạng mọi người nói em cũng ngại hơn á, nên là lúc đó là cũng có ảnh hưởng tới chị em xung quanh tí. Thôi để mình coi cái khúc đó đi, mình biết mình đang đẹp mà, đang ổn ở đây. Em cũng bị sợ. Ok, anh đừng, anh cấm không? Thôi, mình phát hiện. Rồi, cảm ơn MC. Sao thì... không tin nói gì nữa. Rồi, thôi. Nói chung là chỉ vì cái lời đó tôi cũng không còn có nhu cầu hỏi thêm cái lời khác nữa. Bây giờ mình chuyển qua cái khác đi. Là người được nhiều chiến sĩ nam ưu ái nhất. 1, 2, 3. Đâu là hoa hậu? Là tôi chứ cái đồng chí. Là tôi chứ. Trời ơi. Là Miss Thế Tiếp. Không ạ, là em ạ, là tôi. Em được để ý theo phương diện nào? Phương diện nào em được để ý? Em có thể cụ thể ra một cái phương diện không? Thật ra em nghĩ là mọi người hơi bị nhầm lẫn á. Là Miss Thi ưu ái các đồng chí chiến sĩ nam, không chứ đâu là cái đồng chí nam. Khoan, ưu ái đấy, cái gì vậy? Nhầm lẫn rồi. Không, tại mọi người thấy em cũng gọi là tiếp xúc với mấy anh nói chuyện giống cho đồng sinh nam nó bị nhiều, mọi người bị hiểu lầm á. Dạ. Hay là bị hiểu lầm thôi đúng không? Chứ được các chiến sĩ nam ưu ái nhất thì là... Thấy chưa, hai người cứ nhành nhau hoài vậy, thôi để tôi đi. Không có thống nhất được một cái gì hết trơn hết từ nãy giờ. Để em đi, để em đúng không? Vì sao thì xem chương trình sẽ biết đúng không? Rồi, anh hy vọng không phải là cái điều mà em vừa chia sẻ. Em cũng mong như vậy. Tiếp tục, người được xem là tiểu thư và yếu đuối nhất. Rồi, Nguyễn Ân ơi, em làm gì mà tới hai người chị kế bên cạnh em xác nhận luôn giờ Nguyễn Ân ơi. Thật sự thì một tiểu thư thật. Nhưng đằng sau chữ nhân là gì? Thử thách nào em cũng làm được. Em cũng xông pha lâm trận. Anh ơi, em không nề hà. Coi như là... Thế nhưng là trước khi làm thì mình cũng phải nhõng nhẽo xíu. Nhưng mà mình cũng làm, nhưng mà mình cũng phải ái ngại đồ xíu. Mình cũng phải sợ sệt đồ xíu. Chúng thôi người ta nói với mình gái mà hùng hục quá. Ý là em đang nói vậy là mọi người khác là... Không, các chị là rất là hào hùng thôi, còn em là hùng rồi, yếu đuối nhất nhưng mà ít nhất là cũng vượt qua tất cả thử thách. Rồi. Rồi. Người khóc nhiều nhất đội. Rồi thôi, đã chia sẻ rồi. Vì sao khóc thì cũng sẽ chờ xem chương trình rồi biết. Người được xem là linh hồn chỗ dựa của cả đội. Trời ơi. Mọi người cảm động luôn á. Wow. Thật ra cái này cũng không có gì cảm động anh chị, tại vì chị mắc cười á. Ý là kiểu mọi người bị mệt á thì chị mắc cười á. Hiểu không? Giúp cấp vui á chị. Thì sao á? Chỉ là cái vậy thôi. Vâng ạ.
Con bé vừa tưởng là mình được cái gì đó dữ dội lắm, đang lên xong mà sập tiên lại. Thật sự luôn, ở đây phải nói rất là cảm ơn Miss Thi. Tại vì Miss Thi là một người cực kỳ, trời ơi em cứ nói sáng sớm vừa mở mắt ra chưa có thấy Miss Thi đâu, là nghe tiếng Miss Thi thì Miss Thi văng vẳng liền cho đến tối luôn, mọi người đi ngủ hết là Miss Thi vẫn nói chuyện được. Em nói là wow, tại sao mọi người có thể làm thử thách cả ngày, mọi người đã hùng hụt rất là hùng hụt, mệt quá trời mệt, nhưng Miss Thi không bao giờ mệt mỏi và luôn pha trò cho mọi người. Đó là một trong những cái lý do mà Miss Thi nhận được rất nhiều cái sự ưu ái của các chiến sĩ nam và cũng như là các chiến sĩ nữ ở đây nữa. Mọi người cực kỳ mê Miss Thi nha mọi người. Ủa chị ơi. Thì ở trong đây cũng sẽ có một cái đoạn là đến khi bầu lại tiểu đội trưởng thì Miss Thi cũng là một trong những lý do. Cái bị nặng quá, mình dừng ngang đây thôi. Trời, làm mà báo muốn nói mà không được kể cũng khó quá ha. Ủa là có thực sự là có cho nói chung. Hỏi chắc là còn khai hết mất thôi. Em thấy đạo diễn liếc kìa luôn. Thôi hỏi câu cuối thôi. Một câu cuối thôi. Người thay đổi nhiều nhất đội là ai? Sao tự nhiên lúc này em e thẹn nha, Bùi Ngân? Em thay đổi ra sao? Như em đã chia sẻ thì trong cuộc sống hàng ngày em là một cô gái yêu điều thục nữ, đó là em có cái nét giả giả mà chị nói lúc đầu ở đây này, cái giả giả đó. Thì thực sự thì em là một cô gái giống như là tiêu đề của chương trình Gót Hồng Trên Lửa Đạn, tôi đi tìm tôi ở một phiên bản tốt hơn. Dạ vâng, em chỉ nói đơn giản thế thôi, em chính là khẩu hiệu của chương trình năm nay. Dữ đó, dữ đó, dữ đó.